Xin chào tất cả các anh em nha, video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia một dự án từ dự án Z Financy. Đây là một website của dự án này tất cả anh em, đây là rồi lộ trình anh em vào đây mà đọc cho tất cả anh em. Xin chào, đang bán vô điều cung cấp này, một token này sẽ list lên sàn Uniswap, đã list lên sàn Uniswap các anh em. Phần link mô tả mình để chat với bot, các bạn mở Telegram ra, các bạn khi tham gia dự án các bạn sẽ nhận 0.2 token có hiệu là ITKN, giá trị hiện tại khoảng 4 đô nha các bạn. Rồi bạn bấm nút start nè. Rồi các bạn chờ nó lót dự án chút nha các bạn. Rồi bấm nút start, hẹn gấp tra các bạn, lướt gấp tra các bạn. MZFE. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Chính xác rồi con. Rồi các bạn chờ nó lót dự án nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào con tim chấp 1 GTKN nha bạn. Rồi bạn có tìm hiểu sẽ mất tiêu luôn rồi. Follow the world nè, các bạn bấm vào fan nè. Rồi các bạn chờ nó đó, bấm vào world của mình nha các bạn. Dạo gần đây cái máy mình quá, dưới quê mình mạng mưa gió mạng quá lát rồi các bạn ơi. Các bạn thông cảm nha. Rồi các bạn like với nó hoài nè các bạn. Cờ này khá là ngon. Hiện tại những chương trình góp nào phần phát cho phát tôi cần miễn phí thì các bạn cứ nhận đi nha các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi theo qua kênh thứ hai của nó, follow cũng tweet nữa các bạn. Tweet cho pinbot nè. Rồi các bạn nhấp vào. Nó tên okay. Các bạn làm ai góp các bạn một tháng đầu các bạn làm ai góp không có nó ít có tôi cần vậy lắm, sau một tháng sau tôi cần vậy lại gai. Rồi các bạn bấm vào một submit đi tên các bạn. Rồi các bạn điền lại địa chỉ username Telegram, các bạn mở cái một 33. Rồi thầy ơi hai các bạn, thầy ơi cái à, cộng anh 1133 các bạn, các bạn cả. Rồi username theo quên các bạn, cũng copy cái username theo quên các bạn. Win VV này nè, chín này. Các bạn chờ mình chút nha. Rồi chờ lót chút xíu. Gì từ từ các bạn ơi. Các bạn mở địa chỉ với ETH Wallet, các bạn có thể dùng với MetaMask, chút Wallet nha bạn. Mình thì chắc cho mình nghĩ tất cả các anh em tự đều xài với chút Wallet hết rồi. Rồi ví dụ qua lên này rất là tiện lợi các anh em. Rồi anh em copy cái chỉ ETH nè. Rồi tất cả mở bot ra các anh em bắt vào nè. Rồi anh em gửi cho bot này các bạn. Rồi chờ bot phản hồi nha các anh em. Rồi đây rồi các bạn bấm vào một này nè các bạn, để chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút start nè. Để cập nhật cây mình nhận được không chưa, một quá lót chậm mà các anh em. Rồi mình đã nhận được 0.02 CTKN nữa các anh em. Chương trình này ai góp này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 các anh em, và nó sẽ phân phối trong vòng sau 2 tuần hay. Rồi bấm vào máy nào. Vậy mình cảm ơn, vậy video hoàn thành, mình đã hoàn thành dự án. Vậy mình cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.